Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương đảm bảo tỷ lệ một phòng học trên lớp có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định, đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên trên lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học, hoạt động giáo dục, tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày. Đối với việc tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút, thực hiện kế hoạch dạy học tối thiểu 9 buổi trên tuần với 32 tiết trên tuần. Cơ sở giáo dục tiểu học chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày, chủ động lựa chọn hình thức tổ chức phân bổ thời lượng phù hợp cho các môn học tự chọn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý nhà trường về việc kiểm tra, đánh giá học sinh, phương pháp, hình thức đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, công bằng, đánh giá chính xác kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Đặc biệt, kiên quyết không để học sinh ngồi nhầm lớp thực hiện khen thưởng học sinh thực chất đúng quy định, tránh khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.